bà con đang theo dõi bản tin thị trường lúa gạo và phân bón. Bản tin do công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đông tổng hợp từ nguồn trang thị trường phân bón.com và trang điện tử báo Công Thương. Những thông tin kịp thời cũng như các dự báo về tình hình lúa gạo và phân bón tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ được chúng tôi cập nhật, tổng hợp và gửi đến quý bà con vào lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube và trang fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Thưa bà con, hôm nay ngày 12 tháng 7, mời bà con cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Sau các phiên giao dịch giảm thì hôm nay giá phân các loại đã chỉnh lại. Đáng chú ý, giá bán phân urea chỉ còn có 790.000 đồng trên một bao, thấp nhất từ đầu năm đến nay. Không nằm ngoài dự đoán, dù gặp khó khăn trong khâu thu hoạch, thế nhưng giá lúa tươi hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã duy trì ở mức ổn định. Sau đây là thông tin chi tiết. Mở đầu bản tin là thông tin về giá phân. Thưa bà con, sau các đợt giao dịch giảm vào tuần trước thì hôm nay 12 tháng 7, giá phân các loại đã chỉnh lại. Cụ thể như phân urea sau 4 phiên giao dịch giảm liên tục thì hiện giá bán lẻ tại các địa phương chỉ còn 790.000 đồng trên một bao 50kg. Chi tiết cập nhật tại tỉnh An Giang, Kiên Giang, mời bà con cùng theo dõi. Phân urea Cà Mau giá từ 770.000 đồng đến 790.000 đồng trên một bao. Urea Phú Mỹ giá từ 760.000 đồng đến 790.000 đồng trên một bao. Urea Đồ Trâu giá từ 755.000 đồng đến 790.000 đồng trên một bao. Tiếp theo là giá phân DAP. Thưa bà con, hôm nay cập nhật tại thị trường Long An, giá bán lẻ đã bình ổn trở lại. Chi tiết giá được cập nhật như sau. DAP Hồng Hà giá từ 1.310.000 đồng đến 1.350.000 đồng trên một bao. DAP Đình Vũ giá từ 1.110.000 đồng đến 1.140.000 đồng trên một bao. DAP Hàn Quốc Đen giá từ 1.300.000 đồng đến 1.390.000 đồng trên một bao. Đối với phân NPK 20-20-15 và NPK 16-16-8, giá hôm nay tiếp tục chững lại. Thông tin cập nhật Đồng Tháp, phân NPK 20-20-15 ba con cò giá từ 1.180.000 đồng đến 1.210.000 đồng một bao. NPK 20-20-15 Bình Điền giá từ 1.070.000 đồng đến 1.110.000 đồng trên một bao. Phân NPK 20-20-15 Đầu Trâu giá từ 1.020.000 đồng đến 1.040.000 đồng trên một bao. Phân NPK 16-16-8 Cà Mau giá từ 840.000 đồng đến 860.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Bình Điền giá từ 780.000 đồng đến 810.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật giá từ 820.000 đồng đến 840.000 đồng một bao. Các loại phân Kali Biển, Kali Cà Mau cập nhật giá hôm nay tiếp tục ổn định, chi tiết như sau. Kali Biển Cà Mau giá từ 950.000 đồng đến 960.000 đồng một bao. Kali Biển Phú Mỹ giá từ 955.000 đồng đến 970.000 đồng một bao. Kali Cà Mau giá từ 970.000 đồng đến 980.000 đồng một bao. Tiếp theo là thông tin về thị trường lúa gạo. Thưa bà con, sau khi giảm giá vào tuần trước thì hôm nay giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có sự điều chỉnh trái chiều khi giá lúa ổn định còn giá gạo thì tăng mạnh. Tại An Giang và Đồng Tháp, giá lúa tươi được thương lái thu mua tại ruộng bất ngờ nhích nhẹ từ 50-150 đồng trên một ký tùy loại, cụ thể như sau. Lúa IR50404 giá 5.500 đồng đến 5.650 đồng trên một ký. Lúa Đại Thơm 8 giá 6.000 đến 6.200 đồng trên một ký. Lúa OM18 giá 5.800 đồng đến 5.950 đồng trên một ký. Còn tại Long An và một số khu vực của Kiên Giang, giá lúa bình ổn sau khi tăng vào tuần trước, cụ thể như sau. Lúa OM5451 giá 6.000 đến 6.150 đồng trên một ký. Lúa Nhật giá 8.100 đồng đến 8.350 đồng trên một ký. Nếp Long An tươi giá 5.700 đồng đến 5.900 đồng trên một ký. Trong khi đó thì tại khu vực Hậu Giang và một phần thành phố Cần Thơ, giá lúa tươi được bình ổn trở lại. Chi tiết như sau, lúa OM6976 giá 5.500 đồng đến 5.700 đồng trên một ký. Lúa Jasmine giá 5.600 đồng đến 5.700 đồng trên một ký. Lúa ST24 giá 6.700 đồng đến 7.000 đồng một ký. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu tăng nhẹ 50 đồng trên một ký. Trong khi gạo thành phẩm chững lại, hiện giá gạo nguyên liệu IR50404 ở mức 8.400 đồng đến 8.450 đồng trên một ký, tăng 50 đồng trên một ký. Gạo thành phẩm IR50404 giá 8.800 đồng đến 8.850 đồng trên một ký. Với gạo Việt Nam, hiện giá gạo chào bán xuất khẩu cũng chững lại và đi ngang. Hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 418 đô la Mỹ trên một tấn. Gạo 25% tấm giữ nguyên mức 403 đô la Mỹ trên một tấn. Gạo 100% tấm
giá 383 đô la Mỹ trên một tấn. Dự báo của nhiều chuyên gia xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ đạt đến 6,4 triệu tấn, cao hơn từ 200.000 tới 300.000 tấn so với năm 2021. Xuất khẩu gạo sẽ có lạc quan hơn trong thời gian tới. Thưa bà con, thông tin thị trường lúa gạo do phân bón cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đông cập nhật. Thông tin được cập nhật từ nguồn trang điện tử báo công thương và thị trường phân bón.com. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo. Phú Nông mang đến sự khác biệt.